Cái bo bếp từ đôi này nó báo E2 các bạn ạ. Đây này, E2 này. Đó là một chiếc bếp từ trong một chiếc bếp từ đôi, tức là mỗi bên nó là một bộ như này. Nó không không chung động nhỏ cái gì cả, nó không có giao tiếp. Khách dùng lâu năm rồi chúng ta sẽ thấy nó rất là bẩn nhá. Trước khi làm mình sẽ ra mình phải đi vệ sinh đã. Vệ sinh sạch rồi đi đã mọi người ạ. Nhìn cứ như là đã từng sửa công suất hay sao ấy, cũng không rõ lắm. Khách người ta dùng lâu rồi thôi mà. Mình đi vệ sinh đã nhá, rồi chúng ta sẽ tham khảo xem E2 của con bếp này nó là bị ở con gì nhá. Bo này bếp đôi dùng khá nhiều nhá. Cái bo mà chúng ta nhìn không thấy có linh kiện gì trên này, chỉ có những cái linh kiện to thôi. Còn những linh kiện IC hay diode hay điện trở hay nó SMD hết, nó nằm hết bên này rồi. Chúng ta nhìn thấy là rất là như này thôi, rất là buồn cười nhá. Tụ 5i lọc DC công suất, tụ 0,3mi, hai tụ 2mi song song nhau để lọc nguồn AC đầu vào, hai con thì tương đương với là 4mi đấy các bạn ạ. Mình vừa ra mình dùng chổi sơn với lại một cái máy sấy tóc, nó có cái motor thổi rất mạnh. Và mình có thổi vào và mình thổi cả hơi nóng vào để mình vệ sinh nhưng mà nó không thể sạch được. Bởi vì đây là những chiếc bếp từ người ta nấu ăn, người ta nấu nhà bếp người ăn và nó cái hơi của nó là có dầu mỡ nên nó bám hết cả vào tay mình luôn, mình mài nó chỉ có đỡ được thôi chứ không thể sạch được các bạn nhé. Nó không như bếp từ ăn lẩu, bếp từ ăn lẩu thì mình sẽ vệ sinh nó sẽ sạch hơn luôn chứ nó không thế được. Nên thôi kệ thôi, cũng vệ sinh qua. Thì nhìn qua cái bếp từ này nhé, chúng ta để ý này, đây là cái khối nguồn cấp trước nó chạy con IC, là cho mọi người hiểu về cái mạch của nó chút để hỏng nguồn thì các bạn cũng có thể làm được. PN8137 nhá. Con IC nguồn của nó. PN8137 hơi lạ các bạn nhé. Và chúng ta sẽ nhìn con IC này là nó có một con sọc quang. Đấy, đây là một mạch nguồn dạng 1. Chúng ta sẽ thấy có tụ này, có điện trở này, có diode này. Tụ này thì có điện trở song song đấy. Đó là mạch dập xung ngược của quận làm việc chính mọi người ạ. Thì quận làm việc chính sẽ tạo ra từ trường, sau đó là nó sẽ, con IC này sẽ có cái quận nữa ở đây này, nó sẽ tạo phản hồi nguồn nuôi về thông qua chỉnh y quan diode này, được tụ lọc các thứ ấy, để tạo về nguồn nuôi riêng cho nó, bởi vì nó cách ly cho bên bên tạo ra điện bên sơ cấp, bên thứ cấp này này, nhưng mà nó vẫn chung GND toàn mạch nhá mọi người nhá. Nó thiết kế kiểu cách ly của cái phần nguồn thôi. Thì bên này nó sẽ có hai quận sẽ chỉnh lưu ra hai mức nguồn như là 18V và là khoảng 7805 đấy, để nó hạ ra qua con 7805 con này để hạ ra 5V nhé mọi người nhé. Còn đây là con D882 điều khiển quạt thôi, SMD. Mạch này nó thiết kế là có hai rắc quạt, tức là có thể cắm được hai quạt nhưng mình không rõ là nó có dùng hai quạt hay không. Nó có cái hai, nó ghi chỉ số linh kiện này. Thì để hồi tiếp ấy, thì là nó sẽ có dòng tràn qua con DZ để tạo dòng chảy 1-2 con PC87 này. Thì tương đương nó sẽ tạo dòng chảy 4-3 để tác động chân hồi tiếp của con này này, để cho con IC luôn ổn định điện áp ra là 18V đấy các bạn ạ. Đó là cái mạch nguồn các bạn nhá. Còn đây là con IC MSU này, con IC này có chương trình nạp nhá. Nó giao tiếp với con IC trên vỉ mặt này để thực thi hoạt động đấy các bạn ạ. Thì con này nó sẽ nhận diện những cái điện áp đầu vào, rồi cả biến nhiệt các thứ, rồi nó sẽ cảm biến dòng nó đưa về, và nó sẽ đưa ra chế độ phát xung cho IGBT để IGBT bắt lồi các thứ nhá mọi người nhá. Có cái công ty nó cứ gọi video để cho mình hướng dẫn họ cách đo dò điện ra vỏ một cái lò đúc nhôm mọi người ạ. Thôi bây giờ mình chúng ta sẽ thấy là linh kiện nó toàn linh kiện SMD nhá. Bây giờ mình sẽ ghi điện rồi mình kiểm tra xem E2 nó là cái gì các bạn nhá. Mình cũng chưa rõ nó là E2 nó là cái gì đâu. Mình ghi, mình kết nối tất cả lại nhá, cho nó nhanh. Mình đã kết nối hết này, mâm từ vào cái cụm của mình thôi, là cái trong cái bếp này mọi người nhá. Cảm biến nhiệt, quạt, tất cả mọi thứ ok hết rồi nhá. Bây giờ mình sẽ ghim điện xem nó ra lỗi gì nhá. Mình vừa thử rồi, đúng là E2 luôn. Chưa cần cho lồi lên vội. On này. On. On này. Quạt bắt đầu chạy đấy. Ra E2 luôn nhá mọi người nhá. Nó đang nhấp nháy E2 nhá. Ánh sáng hơi sáng nên mọi người không nhìn được. Đúng lỗi như bác chủ bếp mô tả nhá. Và bây giờ là mình sẽ kiểm tra xem E2 nó là cái gì.
Thì E2 thì bây giờ là mình sẽ kiểm tra đo đạc qua đường nhận biết điện áp đầu vào là một này. Rồi hai đường cảm biến nhiệt là hai này. Thì đây mình sẽ dò cho chúng ta tham khảo nhé. Cái quan trọng là mình các bạn phải hiểu được mạch. Lỗi thì mỗi lỗi nó sẽ là khác nhau nên mình cũng không rõ được lỗi nó mỗi bọn nó mã lỗi mà khác nhau này. Thì mình cứ dò từng đường thôi. Thì mình sẽ xoay về đường nhận biết điện áp đầu vào, mình nghi ngờ nhờ nó nhiều hơn. Còn nếu mà nhận biết ok thì mình sẽ kiểm tra hai đường cảm biến nhiệt nữa. Các bạn ạ. Thì đây này, chúng ta sẽ thấy này. Đây là một dây AC nhá. Và đây là một dây AC này, nó tụ lọc 20 nọc đây mà. Chống sét. Nó sẽ đi qua dây G này, như vậy chúng ta sẽ thấy đây là một dây AC, đây là một dây AC thì hai con diode này chỉnh lưu này kết hợp với hai con diode chiều về thì ta sẽ có điện áp dương ở đây, nhưng mà nó là mấp mô theo kiểu chưa được lọc mọi người nhá. Nó sẽ một chu kỳ nó sẽ thành hai cái vòng như này này. Đấy, nó chưa được lọc. Thì cái điện áp vòng vòng như này thì mình đo trung bình bằng đồng hồ số ấy, thì đo được khoảng gần 200V. Tiếp tục cái điện áp đấy nó đi qua con diode này nữa, nó đi qua cái điện trở cầu chì này, nó sẽ tới nọc của con tụ này, đó chính là nguồn cấp trước. Thì ở đây ta sẽ đo được, nó đã được tụ lọc rồi, ta sẽ đo được ở đây là khoảng 300V nhá. Thì điện áp đây này, nó sẽ đi qua hai con điện trở 1503 tức là 150K. Rồi 1803, ở đây nó có ghi trị số cho mọi người đấy. Cũng có cái hay nó ghi trị số này. Nhưng mà bóng quá các bạn không nhìn được. Mình phải tắt cái bóng đèn này nè. Không nhìn được, nó bóng lắm mọi người ạ. Tóm lại là chúng ta nhìn ấy, thì chúng ta sẽ biết là đây là con điện trở, đây là con trở. Mình tắt bóng thì mình lại không nhìn được. Thì điện áp tại đây nhá, nó sẽ đi qua điện trở, đi qua điện trở, đi qua điện trở, được lọc với con tụ này. Các bạn này, còn con điện trở này, con điện trở song song với chân tụ ấy, thì là điện trở phân áp thôi. Thì đây là cực dương của con tụ nhá. Cực dương này, đấy. Nó sẽ đi như này, nó vào chân này. Đây là chân nhận biết độ lớn nhỏ của điện áp. Tức là điện áp vào là 220 hay là 240 hay là 180 hay là 100V. Đấy, trên độ lớn nhỏ. Các bạn nhá, để mình dò cho mọi người các đường mà. Tiếp tục đường này này. Nó sẽ đi qua con điện trở này, đi qua con điện trở này, đi qua cái điện trở này. Phân áp về mát, tụ về mát, dập xung nhiễu về mát bởi hai con này. Thì điện áp đây này, nó sẽ đi tới đây, nó được song song với con tụ nhá. Đây là con tụ, có giá trị là 102 này. 200V, nó ghi đây luôn. C50 102 200V này. Tại đây. Sau đó nó đi qua cái dây G này, đây vào là nhận biết cái tần số lưới điện. Các bạn nhá, nhận biết tần số. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là hai chân này của vi xử lý, đó là chân nhận biết ACS đấy. Thì mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo xem hai cái điện đường đấy nó có điện áp không. Nó có thì bắt đầu tìm chỗ khác các bạn ạ. Hoặc nó có thấp chẳng hạn. Mình lại quên nó không tháo tụ ra mà đang cắm qua bóng đèn 200W, bóng đèn hơi sáng thì điện áp cấp cho con này hơi yếu. Nhưng mà chắc vẫn trong ngưỡng chạy. Mình đo AC thử này. Đấy, vẫn 210 nó ok. 216 giảm mất 10V đúng không các bạn ạ? Cứ kệ thôi. Mình lấy mát của chân E của IGBT nhá. Thì tại đây ta sẽ thu được điện áp DC vòng vòng mình bảo này. Ô. Rất là cao này á. Tận 208 này á, vô lý nhỉ. Ái chà, bệnh này là bệnh nạ đây. Khả năng con này báo E2 này điện áp cao không? Điện áp đây chưa phép được phép lọc đâu các bạn ạ. Mà nó đã là 283, 284 rồi này. Con này là 290. Điện áp đây chỉ khoảng 200V thôi nhé mọi người nhé. Khoảng 190 mấy thôi. Nó đang có vấn đề đấy. Thì dẫn tới là điện áp về nhận. Điện áp này, điện áp nhận biết độ lớn nhỏ này. Nó lên tận 3,8. Các bạn nhé, rất là cao. Và tiếp theo đường nhận biết tần số này là đường này này. 1,8. Mình đo thì mình thấy là có sự cố ở đây rồi. Là điện áp đây đang cao quá, đáng nhẽ là chỉ khoảng hơn 200V thôi. Khoảng gần 200V là 198 hoặc 180V thôi mọi người nhá. Nên cái này ấy, là mình đang nghi ngờ là như thế này này. Mình zoom đã, zoom thật chuẩn này, mình đang rút điện ra rồi. Mình đang nghi ngờ là con diode này là bị dò. Dẫn tới là cái điện áp được lọc với tụ này này, nó đưa ngược trở lại. Mọi người ạ, không biết là có đúng không, đấy là cái sự phán đoán của mình.
Bây giờ mình thử xem có đúng không nhá. Bây giờ mình sẽ kênh ra để mình đo thử. Mình kênh bọn này ra để mình thử. Vô lý, điện áp đây hơi cao. Cao nên báo E2 là đúng đấy các bạn ạ. Mà mình nhớ hình như mình đã sửa cái bo con này bị E2. À không, có E2 con khác cơ. Nó là do thợ thay nhầm con điện trở. Thì để đo độ dò thì bây giờ mình sẽ đo diode thì mình sẽ dùng đồng hồ thang đo nhân 10 nhá, đồng hồ kim nhá. Thì nó chỉ một chiều lên một chiều không lên thôi mà. Rồi cũng không lên này, như vậy là nó ok đấy chứ. Đấy, chiều này lên này. Chiều này không lên này. Cũng không thể nào cạo dưới đi, có khi nó bẩn ở dưới nó cũng xảy ra độ dò không. Mình sẽ đo kiểm tra mấy con này đấy nhá. Thôi, nó bắn đi mất rồi. Mình có thay thử con khác luôn cho nó chắc ăn các bạn ạ. Mình lấy một con diode chân cắm này thôi, mình thay thử. Nó là con 4007 nhá mọi người nhá, 1N4007. Đôi khi đo thang đo kia mình đang đo bằng cái đồng hồ là nó ra cái thang ở 10K, nó chỉ ra khoảng 12V DC thôi, nhưng ván nắp vào đây nó là AC, khi nó dò thật đấy chứ. Nên bây giờ cứ thay thử cho chắc ăn. Đấy, để như vậy. Đó nhá, mình thay con diode SBD đấy bằng con chân cắm này nhá. Xem nó có vọt cao không để tìm ra nguyên nhân tại sao. Mới hơi vô lý đoạn này mà. Mình ghim điện rồi đấy. Mình đo lại nhá. Ở đây thì là vẫn là 300V rồi. Đấy, 290 300V này, nhưng ở đây không thể cao như vậy được đâu. Đấy, nó vẫn cao này. Đấy, mình chưa hiểu tại sao này. Hay là bọn này đứt nhỉ, bọn này đứt nên nó dâng nhỉ. Vẫn có điện áp mà, nó về đến đây nó vẫn có điện áp mà. Hơi vô lý nhỉ mọi người nhỉ. Để mình đo mắt. Mắt đây thì đúng rồi, không sai. Như vậy là con diode kia không lỗi. Mình đang chưa biết tại sao, nhưng bây giờ mình sẽ tìm ra cho mọi người tham khảo xem tại sao nhé. Cho nó nhanh nhé, mình không nói nữa, mình tập trung mình làm đã. Sau khi mình tách hai con diode này ra để mình đo xem nó có độ dò ngược từ K sang A không này. Sau đó là mình tháo con cầu chỉnh lưu ra, mình đo thử thì phát hiện ra lỗi. Đây gọi là ban độc lạ và hiểm luôn mọi người nhá. Đây mình sẽ cho chúng ta tham khảo là nó chết ở con này mà nó gây ra như thế. Thì cái này chúng ta phải hiểu được cái đường mạch kín nó như thế nào thì chúng ta mới phán đoán được tại sao điện áp tại đây lại dâng lên như thế. Mình đo con cầu diode nhá. Con cầu diode nó có 4 con diode. Để mình lại cho nó các bạn nhìn được cái đồng hồ đã. Thì mình đang hút hở ra này. Thì đây chính là hai dây AC vào, thì nó sẽ có hai con diode từ dây AC này chỉnh lưu sang dương này nhá. Thì mình đo này. Một con này chở từ A sang K này. Đó. Và có hai con diode là chỉnh đi chạy từ cầu âm này đi về đây nhá. Thì mình đo này. Nó lên nhé, và mình đo ngược lại thì nó sẽ không được phép lên nhé. Mình đo từ ngược lại này. Đó, nhưng trong 4 con này có một con chết. Chúng ta sẽ để ý này, chính là một con mình đo từ dương nhé. Tức là ở dương ấy thì nó sẽ chảy từ hai dây AC đi về dương, nhưng chảy ngược lại là đo giữa K và A thì không được lên nhé. Con diode này thì ok này. Nhưng con diode này đã có độ dò rồi. Mọi người thấy chưa? Nó có độ dò nhưng để thang đo thông mạch thì nó lại không sao cả.
Đấy, nên do đó nó không phải là chết chập mà nó chết giò. Đây là cái kiểu chết này thì các thầy giáo trong trường không bao giờ phán đoán được nhé mọi người nhé. Nó chết giò dẫn tới nó gây ra cái ban này. Mà tại sao nó chết giò con diode này mà nó lại gây ra cái ban này? Lỗi E2 là điện áp của cái phần nhận biết điện áp đầu vào lại dâng lên cao như vậy. Thì mình sẽ phân tích cho chúng ta để chúng ta hiểu nhé, để chúng ta biết nhé. Mình nhớ không nhầm hồi mình chưa làm YouTube mình cũng đã gặp một ban như thế này rồi. Cách đấy lâu rồi, mình không còn nhớ nữa nhưng mình đã gặp. Do đó mà mình không kiểm tra phần nào nữa. Mới đầu thì mình nghi ngờ là con diode này nó giò thì đúng là điện áp dương 300V đây nó sẽ giò ngược lại qua con diode này thì đi tới đây thì nó cũng cao như thế nhá, nhưng đây nó lại bị hỏng ở phần này cơ. Qua đây chúng ta sẽ thấy những cái gì liên quan đến công suất thì nó hỏng rất là buồn cười. Thì đây. Mạch nó như thế này. Mình làm video để cho chúng ta hiểu mạch nên chúng mình sẽ vẽ cho chúng ta hiểu được một chút để về cái đường đi của nó nhá. Thì hai dây AC đây nhá. Nó đi qua cầu chì đi qua các thứ thì mình không quan tâm nữa, chúng ta chỉ quan tâm này tại sao nó như vậy nhá. Thì nó có dây N thấp và L cao. L thấp, L cao, L thấp, mình vẽ ký hiệu đúng như thế luôn, mình đính lại đánh như này để chúng ta hiểu nha. Thì nó sẽ có 3 con diode là hai con diode này này, chính là hai con mình đang kênh lên đấy. Chỉnh lưu. Tại đây thì mình sẽ đo ở chế độ bình thường nó chỉ là xấp xỉ là 200V thôi, nhưng hiện tại đang lỗi mà đo được xấp xỉ gần 300V đấy mọi người nhá. Và tiếp tục cái điện áp xấp xỉ 200V này nó được đi qua con diode nữa, con diode này này. Được đi qua con 22Ω là điện trở cầu chì sẽ được lọc. Được lọc của con tụ này ta sẽ có 300V cho phần nguồn cấp trước. Các bạn nhá. Thì con diode này mà bị giò thì nó sẽ 300V nó ngược trở lại thì đây đúng là cao cũng thế thật nhá, nhưng mà phán đoán của mình đầu tiên là không đúng. Tiếp theo này. Đây chính là cầu chỉnh lưu. Thì cái điện áp dương chỉnh lưu đây ấy, nó đi tới ACDS hay tới nguồn cấp trước ấy, thì nó cũng sẽ đi về mát toàn mạch nhá. Mát toàn mạch thực ra qua nó sẽ đi qua một cái điện trở xăn nữa nhưng mà trị số của nó nhỏ, mình cứ coi như là dây dẫn nhá. Nó đi xung dương đi đây này, rồi nó sẽ đi về mát và nó sẽ đi qua hai con D4, D3 để đi về hai dây AC. Đây các bạn này, dây AC nhá, một dây AC là dây L nhá. Và một dây AC nữa là dây L nhá. Đấy hai, nên mình luôn nói cho mọi người nguồn cấp trước muốn chạy được chúng ta phải lắp cầu chỉnh lưu. Không lắp cầu chỉnh lưu thì nó mất hai cái đường này về này. Thì nó chỉ có hai con này thôi, chỉnh lưu thì không tác dụng gì nhá. Thì cái ACDS nó cũng lợi dụng như thế. Và cái hỏng hóc ở đây ấy, đó chính là con diode D1 mình vừa vẽ cho chúng ta nhé. Nó chết theo kiểu chết giò. Chết giò thôi, chúng ta cứ tưởng tượng chết giò là chết như nào nhé. Mình nói kỹ cho mọi người bởi vì là trong trường học chúng ta sẽ không được dạy kiểu này đâu. Chết giò thì tức là nó không phải chập mà bây giờ nó có một cái điện trở. Nó rơi vào, mình cứ giả sử nó rơi vào tầm khoảng 2kΩ thôi. Thì 2kΩ thì nó sẽ không làm cho lỗ được cái cầu chì 10A. Các bạn nhé. Nó vẫn chỉnh lưu được nhưng nó đang có một cái độ giò là bằng một cái lỗi trở, một cái điện trở như thế này. Chúng ta sẽ hiểu nôm na là như vậy. Rồi còn nếu nó chết chập ấy, thì là nó sẽ đoạn mạch của phần công suất thì nó sẽ lỗ cơ. Thì ở chế độ bình thường khi mà nó chưa giò ấy, thì là cái điện áp N cao, N thấp, giá AC vào được chỉnh lưu qua hai con diode này này. Sẽ tới cái quần L đấy, cái quần L đây này. Rồi tiếp tục tới tụ 5mm nhá. Quần L tiếp tục tới tụ 5mm thì ta sẽ có 300V cho phần công suất. Mọi người nhá, ở chế độ chờ chúng ta chưa chạy thì chúng ta sẽ đo được ấy. Nhưng mà nó tụ nó lọc rất nhỏ nên do đó mà khi chúng ta chạy nó sẽ sụt rất nhiều. Nhưng mà mình chẳng đo khi nó chạy bao giờ đâu. Nhưng chế độ bình thường chúng ta đo sẽ được 300V phần công suất. Chỉ cần tụ 5mm là lọc như thế rồi. Còn 300V phần cấp trước là tụ 4,7 hoặc tụ 10 nhá. Thì do nó chết giò nên nó không đổ cầu chì. Chúng ta cứ tưởng tượng như thế. Thì chúng ta phải hiểu ấy, là con này cái cầu chỉnh lưu này nó vẫn cứ chỉnh lưu. Dù con này có chết thì là nó vẫn chỉnh lưu, ta vẫn thu được ở đây là 300V cho phần công suất mọi người nhá. Và cái điện áp cao 300V ở đây này, do con tụ này nó tích này, nó sẽ đi ngược lại con 2K lỗi trở giò của con hỏng đấy các bạn ạ. Đi ngược lại như này và đi qua con diode này. Thì mặc dù ở đây cũng có xung dương, nhưng mà xung dương đấy nó không đạt đến được, không tích chữ mà lại tích chữ từ đây cơ. Nó lại đi ngược trở lại và nó đi qua diode này và dẫn tới là điện áp ở đây là dâng lên đến gần xấp xỉ 300V, tương đương với chính là cái độ lọc của con tụ này đấy mọi người nhá. Đó chính là cái lỗi mà mình bảo độc lạ hiếm mà cái bếp lỗi E2 này mình đang sửa đấy nhá mọi người nhá. Đó, chúng ta sẽ hiểu được tại sao mình nghi ngờ đây con này cũng đúng. Nhưng sau đó mình kiểm tra dò con này thì nó cũng đúng nhá. Là cái điện áp sau khi chỉnh lưu thì là nó chỉ xấp xỉ 200V thôi, nhưng được con tụ này lọc mã đã được 300V rồi. Và cái 300V đấy nó sẽ đi ngược qua cái lỗi trở giò. Đáng lẽ nó không được đi lỗi, nó chỉ dẫn như điếu, chỉ dẫn như này thôi chứ không được phép ngược lại. Nhưng do nó bị giò nó đã có cái sự dẫn ngược trở lại. Như mình đang giả sử nó chỉ là 1-2 kΩ ấy, hoặc chỉ là 1 kΩ.
Tí nữa mình tháo ra mình đo thử xem là bao nhiêu kilo ohm, và nó dò ngược trở lại như này, và nó đi lại đi qua đi xuôi như này, và dẫn tới này điện áp đây đã dâng lên đến 300V đấy mọi người ạ. Bàn cực kỳ hữu nhá. Mình sẽ tháo cho chúng ta cái con diode đấy ra và mình thay thử nhá, để chúng ta sẽ thấy là nó hết nhá. Và mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo cái độ dò của nó là xem là bao nhiêu ohm, bao nhiêu ca nữa. Con diode này có 2510 các bạn ạ. Thì nó đặt y như này luôn. Mình đo này, nó có biểu tượng nhé, hai cái xoay ngã xuống ngã nhé, và dương âm nhé, thì nó sẽ chạy từ dương này sang đây chúng ta sẽ thấy nó vẫn chỉnh như bình thường nhé mọi người nhé. Nhưng ở ngược lại này, ngược lại thì có con dò đấy để thăng đo thông mạch không không đo đâu, nhưng mà để thăng đo 10K nhé. Đấy, con này có độ dò này, và đây mình thử xem nó độ dò của nó là bao nhiêu ohm nhé, bao nhiêu ca nhé. Ở thăng đo 1K xem nào. Đang có độ dò là 30K mọi người nhé, 30K ở đây là 30K này mọi người nhé. Đó chính là cái lỗi nhá, lỗi kinh khủng luôn. Bây giờ mình sẽ kiếm đúng con 25A này mình thay cho khách nhá. Con 2510 này mình có... hôm nọ mình có reset lại cái máy quay nên nó cứ vừa nhìn lại khi mình phân tích thì mình không nhìn màn hình mà mình chỉ nhìn cái sơ đồ đây, nên nó cứ zoom đi zoom lại bực cả mình. Mình lấy con cầu diode của cái bo sát của mình, nó chạy 2 IGBT này này, cũng là 25A các bạn ạ, 25A 1000V. Nhìn cái đợt vừa rồi, cứ lúc mình phân tích cho mọi người trên sơ đồ ấy, nó cứ zoom ra zoom vào, tức thật đấy. Lúc nào là tìm cái lúc cài đặt lại, mình vừa mới reset nó các bạn ạ. Bởi vì dạo này cái len của nó hay báo lỗi len. Thôi mình đã lắp, mình lắp nó lại nhá, rồi mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo. Con này mình vừa mới đo qua khả năng cân VR cũng có vấn đề, làm cho dòng ăn cao nhất. Và cái bếp này hình như đã từng sửa công suất các bạn ạ. Mình thấy đã thay cầu chì IGBT đã động. Nên tí nữa mình phải kiểm tra lại cái con VR. Không thì nó lại ăn dòng cao quá. Chính vì nó ăn dòng cao quá còn ăn con diode này nó chết theo kiểu như này đấy các bạn ạ. Cũng có khả năng là như thế. Đây này, con VR nó có giá trị là 501 nhá, trên thân nó ghi đấy. Nó trên main nó cũng ghi luôn là 501, chỉ số là 501 này. Thì mình có vặn qua vặn lại thì nó chỉ số của nó vẫn thế, chả thay đổi gì cả. Tức là nóng nào nó ở chỉ số cao nhất các bạn ạ. Đây nhá, nó đang ở một vị trí nó ở phía bên này nhá. Thì mình đo này. Đây là mình vặn kịch sang một bên này. Mình cắt kịch sang bên này trước nhá. Thì mình đo này, nó sẽ vị trí này để đo là chỉ số là cao nhất này. Nó đo đến tận 5 kilo ohm cơ. Nên con VR này khả năng nếu bị như này còn chạy ngắt đấy các bạn ạ. 5 kilo ohm là không đúng rồi, bởi vì nó là 501 mà chỉ 500 ohm thôi. Vị trí ngược lại này, vị trí ngược lại này đo phải là 0 ohm đấy. Đấy, nó tận 9 kilo ohm. Ồ, con VR này lỗi nhá, tí nó phải xử lý lại VR. Nhưng vừa nãy để ở vị trí zin bản của nó như này ấy, thì đo xem nào. Đây là vị trí zin của nó này. Đấy, đo được là 459 ohm các bạn nhé, không phải 459 mà. Tí nữa mình phải xử lý lại VR nữa. Và bây giờ là mình sẽ, thôi không cần bất kỳ cái gì cả, chúng ta chỉ thế này chúng ta đo thôi, không cần ghim màn hình cái thứ gì cả nữa, để chúng ta xem cho nó có điện áp ở cái vị trí đấy, nó có dâng lên không nhá. Mình ghim điện này. Đấy, vẫn kêu tít nhá, và mình đo cho chúng ta tham khảo như vừa nãy nhá. Vừa nãy ở đây điện áp rất là cao này. Chúng ta đã thấy nó đã xuống còn có gần 200V như mình nói nhá. Và do đó mà dẫn dưới cái điện áp nhận độ lớn nhỏ này đã tụt xuống không phải là 3,8 nữa, chỉ còn có 2,5V thôi. Như vậy là nó ok đấy các bạn nhá. Cái nguyên nhân đích thị là cái con cầu diode kia buồn cười kinh khủng. Thì bên này nó sẽ là 300V như do con tụ nói lọc ấy. Đấy. Và cái 300V phần công suất ở chế độ chờ này thì mình vẫn đo được 300V này. Đấy, chính vì cái 300V này này, 297V này này, nó mới đi ngược lại con 30K.
đi ngược lại con 30k này và đi như này dẫn tới cái ACDS nó tăng lên đến tận gần 300V đấy nhá mọi người nhá. Và bây giờ để thử xem nó có báo lỗi được không, lỗi E2 được không, nó có phát xung, nó phát xung nó ok thôi các bạn ạ, nhưng mình còn phải xử lý lại cái VR nữa, không thì nó chạy ngắt hoặc là nó bị lỗi, nó lỗi chạy ngắt đấy nếu mà con VR bị kiểu như kia ấy. Mình ghim điện này và mình bật on nhá. Đấy, nó báo E0 rồi, là không có lồi nhá. Đây, cho lồi lên, chúng ta sẽ xem cái bóng đèn nó nhá đấy. Bóng đèn này này. Đấy, như vậy là nó phát xung ok và bắt lồi ok này, các bạn thấy chưa? Không còn E2 nữa. Còn video này sẽ kết thúc ở đây nhá. Chào tất cả các bạn.